mụn luôn mang lại phiền toái cho rất nhiều người về mặt thẩm mỹ. Đặc biệt đối với mụn viêm, mụn trứng cá nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại nhiều hậu quả như thâm do mụn và các sẹo lõm trên da, làm giảm tính thẩm mỹ và gây mất tự tin khi giao tiếp cũng như trong công việc. Hiện nay, trên thị trường đang nổi đình nổi đám dòng sản phẩm kem trị mụn Cleansit MS là thuốc đặc trị mụn hiệu quả hiện được các bác sĩ da liễu khuyên dùng. Nhưng liệu Cleansit MS có bôi toàn mặt được không? Hãy cùng shop mình tìm hiểu trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Cleansit MS có khả năng trị mụn rất tốt, chuyên điều trị các loại mụn trứng cá như mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn viêm, mụn mủ nhờ vào tác dụng tiêu nhiệt nhân mụn, kháng viêm hiệu quả. Cleansit MS còn giúp điều hòa sự biệt hóa tế bào, tham gia vào quá trình viêm, điều hòa quá trình sừng hóa để hạn chế được trường hợp dày sừng trên da. Thuốc có tác dụng trị mụn, hạn chế sự hình thành các nốt mụn viêm, giảm nổi mụn và ngăn ngừa mụn tái phát. Khác với Cleansit C, bạn có thể bôi lên toàn bộ khuôn mặt để chống lão hóa, đồng thời kết hợp với các sản phẩm khác để tăng hiệu quả trị mụn. Nếu như bạn chỉ bị mụn ở một số vùng da nhất định thì bạn cũng có thể bôi lên các nốt mụn của vùng da đó để tránh kích ứng và những tác dụng phụ nếu như da bạn không hợp với sản phẩm nhé. Kem trị mụn Cleansit MS là kem trị mụn hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ mua nhiều lắm. Về hiệu quả, kem trị mụn Cleansit MS công dụng hỗ trợ điều trị mụn ẩn do chức năng làm bong lớp sừng bề mặt của Adapalene. Nó giúp nhân mụn dễ trồi lên bề mặt hơn. Vì sở hữu một bảng thành phần lành tính nên dịu nhẹ với làn da, chị em có thể an tâm sử dụng mà không lo kích ứng, mụn ẩn. Ngoài ra, còn giúp cải thiện và chống viêm, tiêu sừng hiệu quả nhờ khả năng ức chế động mạch cầu và ngăn chặn quá trình tổng hợp các chất gây viêm. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem trị mụn Cleansit MS trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa, nên có thể khẳng định là kem trị mụn Cleansit MS rất tốt nhé. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.